Vâng, và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong cái video này thì mình sẽ đi test thử cái con GS Yamato Aegis. Cái con tàu này thì nó là một cái phiên bản thiết giáp hạm cải tiến từ con IGN Yamato. Về cơ bản thì nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác một số những cái thông số nhỏ và cái vũ khí trang bị. Cái con này thì ở đây mình những cái khóa thì mình sẽ không thay đổi được, còn cái phóng lựu thì mình sẽ tạm thời mình lắp bằng cái rocket. Cái rocket này thì nó chống ngầm nó sẽ tốt hơn. Và cái con trực thăng, nói chung là chỉ có thay đổi được cái phóng lựu và cái trực thăng thôi. Rồi mình sẽ đi chơi thử để cảm nhận xem là cái con tàu này nó có mạnh không. Con này nó được bán ở trên thị trường với giá là 20.000 ạt coin. Thiết giáp hạm thì từ trước đến giờ mình chơi thì mình chỉ hay chơi Mitsuri, chứ Yamato thì mình lại không hay chơi. Cái con cải tiến này thì bây giờ mình mới bắt đầu thử cho nên là cũng chưa biết được là nó sẽ như thế nào. Cảm giác lái thì từ bẻ trái bẻ phải khá là ok. Ủa sao vừa vào trận mà nó đã có cái gì này? Con rất là ảo. Một bên 3, một bên 4. Chưa hiểu lắm. Thôi rồi, không sao. Trận này như bị lỗi hay sao? Còn bắn liên tục nhưng không biết là bắn cái gì, chắc là bắn cái con bomber ở phía trên thôi. Còn có bắn loạn xạ nữa nhỉ? Wow, lúc chơi mình đây này. Rất là máu. Rồi thấy rồi, thấy tàu sân bay rồi, mình sẽ dí thử một loạt pháo xem. Rồi, bắn khá sướng, tên lửa phục hồi khá nhanh. Mình sẽ thằng kia nó bắn mình bỏ luôn, cho nó bắn. Mình sẽ giết bằng được các con tàu sân bay này đó. Hay không cảm giác hơi ghê ghê, sao lại 3-4 mà nó bắn tao tung như này. Nào mò ra đây, cái tàu hạm quay đầu rất là chậm. Chỉ một phát bắn thôi là anh ta đi rồi. Cái giáp hạm mà gặp những cái con nó cơ động như quân ship này thì nó rất là khó chịu, không trúng được. Giáp tô rồi, gặp đúng rồi anh em thôi. Sang bên này giao lưu tí nhỉ. Quay đầu hơi chậm. Đúng là thiết giáp một khắc. Ui xời. Thấm. Tụ đi thanh thản. Phát nữa này. Tụ đi thanh thản nhá. Thấm quá. Qua là thấm. Bây giờ mình mới xử cái thằng này này.
sát à? Một cái trận đấu nói chung thì cũng ok thôi, cảm giác thì cũng khá là mạnh. Vâng, em có thể thấy là sau khi hết trận đấu thì nó lại hiện ra là 5-5. Vâng, một trận đấu cực kỳ là điên rồ. Chắc có khi mình đang bị lag rồi. Lúc đầu vào thì 3-4, hết trận thì lại thấy 5-5, rồi vẫn còn một ông sống. Mình cũng xin dừng cái video ở đây. Mình cũng chỉ chơi một trận để xem là cái cảm nhận của cái con GS Yamato này sẽ như thế nào. Nói chung theo mình đánh giá cũng khá là ok đấy. Cái con tàu này nó rất là đáng tiền đấy. Anh em mà có Ascoy thì nên mua con này. Sát thương rất là cao, vũ khí hồi rất là nhanh. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những video sau.